Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một tựa game mang tên là Anime Adventure. Trong đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để thể qua được Galaxy 2. Hiện tại là mình đang đi một cái rail để có thể qua được bên Galaxy 2 anh em ạ. Và cái rail này thì anh em phải đi solo. Nên thật ra là anh em làm kiểu mà yếu yếu mà kiểu không có sức rồi, không có mấy con mà cosmic rồi ấy. Mà mấy anh em ít cày rồi, mấy anh em chỉ có mỗi mấy con mythic không ấy. Thì đi cái rail này phải rất là khá là khó. Vì cái rail này ấy là nó giống kiểu anh em đi solo một cái rail Nightmare hay Impossible anh em ạ. Nên ra là nó sẽ khá khó cho một vài anh em. Nếu mà mình hiện tại là mình đang đi tới map map mấy rồi? 1, 2, 3, 4, map 5 rồi anh em ạ. Map phải đi hết đóng map từ đầu tới cuối luôn đi. Mà nó khá là lâu. Đấy, nên là anh em mà hơi yếu thì đi hơi khoai nha anh em. Thì cách qua Galaxy 2 khá là dễ thôi. Anh em đi tới cái map cuối cùng cái map ở ta tầm này, xong em chạy tới cái khu mà anh em quýnh cái con khổng lồ ấy, xong anh em có cái rêu là tốn tầm trăm tê nhỉ, trăm tê giờ dễ kiếm rồi đấy, 100 tê. Xong anh em vô anh em đánh cái rêu này thì nó cái rêu này tổng cộng là có đầu tiên là cái map đầu tiên là cái map mà lúc mà anh em mới spam ấy, giống như lúc mà anh em vừa mới chơi game thì em sẽ đánh cái map đó đúng không, em đánh xong cái map đó thì sau đó anh em sẽ bắt đầu đánh từng map một, và anh em chỉ có thời gian là nửa tiếng đồng hồ để em đánh hết đống đó. Hiện tại là mình đang miệng này bị lag anh em ạ. À, anh em có nửa tiếng đồng hồ để em đánh hết cái đống đó thì cái đó nửa tiếng đồng hồ đối với anh em mà khá là dễ rồi. Mấy anh em kiểu level cao ấy đánh tầm chắc 5 phút xong nhỉ, chắc 5 phút xong một rêu tầm mà mấy giây, cùng lắm 1 phút thì chắc tầm 10 phút là xong. Anh em là mày yếu yếu thì đánh chắc cỡ 20 phút đấy, còn anh em mà kiểu mà yếu quá thì chắc quấn 3 phút chắc chi chưa xong nữa, rồi cái này đánh thì không lung đấy. Nên là anh em là em gán em cày hoặc là em cắn mình thuốc vô cũng được. Ừ, nãy mình không cắn thuốc chắc đánh cho nhanh nhỉ. À, hơi dở quá. Giờ hiện tại là còn 1 2 3 4 5 map nữa. Đến bao nhiêu 5 map nữa là xong anh em ạ. Chứ một map mình cho là 1 phút đi. Tầm phút rưỡi 1 phút. Thì cách mà để nhanh. Ôi phật. Cách mà để anh em nhanh anh em đánh thì anh em sẽ ngồi spam cái nút spam này anh em ạ. Như anh em hỏi tại tại sao mình lại đang tàng hình thì lỗi game anh em. Biết hiểu sao mà tự nhiên tay bọt qua đây cái xong lỗi mẹ hình luôn. Từ lúc mà mình xài cái gì ta, cái này này cái từ lúc mà mình xài mấy cái đồ đồ mà game cho ấy, mẹ lỗi mẹ game khó miếu hiểu cái gì. Hiện tại thì anh em thấy là cái update này ấy, là mấy mấy cái mấy con như tôi anh em ấy, là thấy là đam nó tăng lên đúng không, cái này là đam DPS thôi nha anh em, cái là DPS trung bình DPS thôi chứ không phải là như trước. Tại trước á là nó hiện là cái hiện đam tây đam mà một ấy, đam mà đánh đánh thường ấy, còn bây giờ nó hiện cái tổng tổng gì ta, tổng DPS đấy là kiểu đều đam mà vừa tính theo đam này, tính đam tay rồi đam skill. À, bây giờ skill là giờ chạc từ từ anh em ạ. À, nó không phải là kiểu anh em đánh đánh càng nhanh thì nó chạc càng nhanh anh em, bây giờ là kiểu nó chạc từ từ anh em ạ. À, nên thành ra là bây giờ đánh nhanh hơn thì nó chỉ đa tăng đam tay nhanh hơn thôi, chứ đánh đánh được nhiều hit hơn thôi. Chứ bây giờ là skill nó là kiểu nó chạy theo thời gian, ví dụ là con nào con nấy thì nó cũng xài tầm 10 giây đánh skill một một siêu hàng, nên là tốc độ đánh bây giờ là nó cũng hơi bị nép anh em ạ. À, cái tốc độ đánh bây giờ bị giống kiểu là bị nép vậy, nên ra là nó khá là khoai. Nãy giờ mình vẫn đang tiếp tục đi Galaxy 2 này. Ngoài ra còn gì nữa nhỉ? À, ngoài ra thì update này còn có là mấy con Godly Mythic, mấy con Godly Mythic là bây giờ anh em mới không không bao giờ mở ra được nữa. Ấy này phải nói là một cái tuột DPS khá là cao, những anh em mà kiểu mà không không có mấy con secret mấy con có mic nữa mà anh em chỉ cày mỗi có limit để team có limit để đi ấy, thì bây giờ là khá là khoai anh em ạ, tại vì nó không 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 còn cho nó rồi ấy, nên là hiện tại là khoai phết kiểu là DPS nó giảm một đống luôn ấy. Giờ mình map thường thường là map mới là anh em sẽ cố gắng kiếm mấy con godly mythic để anh em cày đúng không, còn giờ không anh em ạ. Thì một con thích căn thêm 25% cái dạng thường của nó nên khá là ngon. Mà không biết bây giờ là cái con quái mới, nếu như mà cái con mới có con mít thích bình thường mới ấy, mà nó hơn được cái con nó có limit thích map Attack Titan thì chắc mình cũng sẽ đổi, mà chắc là không hơn được anh em ạ. Tại vì thứ nhất là về cái tiêu của nó này, thứ hai là về đam bình thường là hơn 25% cái con mạnh nhất rồi. Mà thường thường thì cái map mới nó chỉ hơn cái map cũ là tầm 10 hoặc 5% đam thôi chứ không nhiều lắm. Thành ra là xài Godly có limit thích chắc là ngon hơn. Thì team thì có hai cách loại team, một là team bình thường mình khuyến nghị là nên xài team full cosmic anh em. Vì sao?
vì lúc trước thì không, lúc đó là một mix với lại một con Godly Mythic của map đó để lấy cái Harmony. Nhưng mà từ lúc mà nó ra cái Accession 2 anh em, à, ủa Accession 3 chứ, à, tiến hóa 3 của con unit đấy, thì team full có mix như là team ngon nhất anh em ạ. Cứ một map anh em nhét một con có mix vô đấy là đủ. Thì bây giờ là hiện tại mình có tầm 9 10 10 map đúng không? Thì anh em lấy 10 map thì anh em lấy 8 map cuối đấy. Đây 8 con thì anh em lấy 8 con cái mất cuối anh em xài. Đó. Em có Godly thì xài Godly đấy. Godly con khỉ cũng ngon hơn là con gì em thấy á, là Godly con khỉ á, là nó yếu, đam yếu không, nhưng mà hơn một cái là Godly con khỉ nó đeo được hai đồ này mà. Vấn đề vì nó đeo được hai đồ chắc chắn sẽ ngon hơn cái con Eren Godly Mythic rồi. Mà hiện tại đâu có đấy nữa đâu, nên thành ra là anh em mà có con Godly con khỉ thì anh em cứ xài bình thường. Đấy vẫn ngon. Nó không có phế tại vì có Accession 3 anh em. Còn anh em mà kiểu có mấy con xịn hơn thì anh em xài. Mà sắp xong rồi anh em, map ra trên Chainsaw Man rồi thì là thêm map là còn map gì nữa ta. Ok, map trên Chainsaw Man xong rồi này. Thì là map đây. Này nó là xong. Giờ đánh thêm con này nó là xong rồi. Này giống kiểu mình đi chế độ Nightmare Origin Impossible. Đi ra Impossible thôi. Kiểu đi từng map một thôi chứ. Mà vấn đề đi này đéo có quà anh em. Nếu mà không biết thì anh em có thể ngồi bấm hiển vàng này thì nó sẽ xài chiêu nhanh hơn để anh em chặt từng cái đi, mà đam nó cũng sẽ to, đam sẽ cũng sẽ như trang vậy, nhưng mà được cái là anh em sức nhưng mà kiểu đánh thủ công như này thì nó sẽ nhanh nhanh ngon nhanh hơn là đợi nó đầy full cây đấy. Nên là anh em mà kiểu muốn tăng DPS đấy hoặc là muốn farm nhanh thì anh em có thể ngồi rảnh thì anh em ngồi nhấp cái này này để nó xài chiêu nhanh hơn. Xong rồi này, rồi để xem thử Galaxy 2 nó có gì. Ở chết đi chứ. Ờ xong rồi. Ui cộng 10.000 đen đen tiền mới, à tiền tiền Galaxy 2. Rồi xong rồi, giờ quay về. Không có đường gì hết trơn hả? Má gì buồn vậy. Về. Ok. Yên, rồi bây giờ đủ 10.000. Đủ 10 năm qua mắt mới luôn. Má vãi thật. Rồi che mình oxy. Ok, giờ là ok, bây giờ là cái này là lobby mới. Ok, đây là chỗ thay đổi view này, rêu đây. Tiến hóa đây. Này là gì? Này chắc là tương lai. Này là gì luôn? Có mic. À yeah, thôi đủ má, giờ có mic là mắt mới là phải đi mở hả? Nghe củ chú vậy. Rồi cái này Galaxy ọt, không nói rồi. Giờ nó đổi thành cái có mic ọt này giờ hết xài được rồi. 1 2 3 4 5 6 map à, what the fuck man. Ôi, đùa. Sao map? À, cũng không khó lắm nhỉ. Phơ quên mất. Thế thôi nha anh em, đây là thông tin cơ bản về update thôi. Thì nó có loại tiền tệ mới này. Đấy rồi đánh rail để mở ra Galaxy 2 này. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.